Con mẹ thân vừa con vừa đốt chị. Đẩy lửa ra đi. Cho anh sẽ gặp nhỏ, anh xin gái. Xin chào, hello, hello, xin chào các chị. Con kia lại chuyển cái máy iPhone, mày chuyển ngay cái máy này giả vào giữa chị đi. Sao ngân bùi mày cho vào đâu? Đây. Hello hello các chị nhá. Các chị vào hôm nay em Ngân bán đầu like xả áo pha cho các chế luôn này. Nhanh tay vào chia sẻ bài cho em Ngân nhá. Quỳnh Hương đã chia sẻ bài, cảm ơn chế Quỳnh Hương rất là nhiều. Em xin chào các chị nhá, hôm nay vào lại cho em xin một chấm tương tác, cho em xin một chia sẻ các chị nhá. Hôm nay trận đầu like chơi game tí các chị nhá. Đầu like này, đầu like hôm nay này. Hôm nay không chơi game, hôm nay chơi game là vừa game vừa bán luôn cho các chị. Nhưng xả nhưng dành cho chị là chia sẻ bài nhá các chị nhá. Chia sẻ bài được chốt hàng các chị nhá. Hôm nay mà không chia sẻ bài không chốt hàng nhá. Các chị nhớ chia sẻ bài cho em. Tránh trường hợp như một hôm qua hôm kia chốt cho phải đến mười mấy chị. Nhưng mà dính một hai chị là không chia sẻ bài là em không được chốt đơn được các chị nhá. Rồi, chén nào các chị hôm nay nhớ chia sẻ bài giúp em hai lần công khai trên trang cá nhân và bốn lần vào nhóm hội các chị nhá. Là các chị có thể được chốt với em áo này. Hôm nay em xả áo này với mức giá cực rẻ luôn cho các chị luôn ạ. Đấy, xả cho các chị là ai có thể vào mua được hàng luôn đúng không ạ? Đấy, hôm nay tri ân nha các chị nhá, tri ân cho các chị. Nhưng mà các chị phải nhớ chia sẻ bài cho em. Chị nào không chia sẻ bài là em Ngân không chốt đơn các chị nhá, nhớ giúp em ạ. Đấy, hello, chào chị đẹp, em chào chị Quỳnh Trang, Quỳnh Hương, nhờ mẹ Quỳnh Trang, Quỳnh Hương. Em chào chị Phạm Tươi nhá, em chào chị Ngô Việt Phương. Rồi, em chào tất cả các chị ạ, tất cả các chị đang xem live cho em Ngân xin một nút chấm và cho em Ngân xin một nút chia sẻ các chị nhá. Hôm nay chị nào mà đã chia sẻ rồi thì comment lên đây giúp em này. Hôm nay xả áo này với giá là 189k. Ghi comment lên giúp chị đi để chị ghi lên comment máy chị. 189k dành cho chị nào chia sẻ bài giúp em các chị nhá, không chia sẻ bài chốt với giá là 500k chị nhá. À, hả? Buổi xem chung rồi. Tắt đi vào comment lên đơn giản. À rời khỏi buổi rồi à? Ok, chị Huyền Trang đã chia sẻ bài cho em. Ok, em cảm ơn chị rất nhiều. Chị nào ước mã này, hiện tại em cảm cáo mã này một chút nhá. Cái mã áo này của nhà em là mã P15. P15 hiện tại em đang có tất cả là cho các chị là tất cả là 5 màu. Màu vàng này, màu cam, màu đen, màu đỏ và màu hồng. Với mức giá là 189k. Chia sẻ bài em Ngân chốt đơn. Chị nào hôm nay cứ chia sẻ bài chốt đơn cho chị nhá. Thu Cúc có xỉ không chị? Có xỉ. Xỉ từ 20 sản phẩm trở lên em mới xỉ, nhận xỉ các chị nhá. Xỉ mà chị nào hôm qua hôm kia hỏi em rất là xỉ. Em ơi xỉ cho chị 4 cái. Chịu không bán được các chị nhá. Đấy. Rồi ok, Ngân Kim Bùi xỉ. Ngân Kim Bùi đây này. Đấy, VTB của em này ghim à. Mày bị làm sao đấy. Mày ghim này nó cũng không lên hồn rồi. Ghi là xả phao 189k. Má. Nào nhanh tay chia sẻ bài giúp em các chị nhá. Chia sẻ bài giúp em. Các chị comment lên cho em. Trần Thi sai lầu ok cả. Chia sẻ bài giúp em chưa? Chia sẻ bài cho em nhá. Với quá mức giá này các chị nhá. Không chia sẻ bài em không chốt áo này đâu các chị nhá. Nào nhanh tay chia sẻ bài cho em các chị ơi. Nhanh tay chia sẻ bài cho em để xả áo này với mức giá là 189k. Có 189k một em áo. Chị nào không chia sẻ bài chốt với giá 500k các chị nhá. Chia sẻ bài là được chốt áo 189k các chị nhá. Nhanh tay vào chia sẻ bài giúp em các chị ơi. Con này nó cực đẹp luôn cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn cho em. Đó là phong nhan mềm lắm các chị ơi. Mềm cực kỳ luôn cho em luôn các chị nhá. Đây ạ. Dáng là dáng đánh eo luôn các chị nhá, cực đẹp luôn cho em đây các chị ơi. Hiện tại em đang có 4 màu cho các chị lựa chọn này. Em có 4 màu các chị lựa chọn, màu cam này, màu đen này, màu đỏ và màu hồng các chị nhá, và màu vàng. Đấy. Size các chị từ 48 cân đến 65 cân vừa cho em. Từ 48 cân đến 65 cân vừa cho em nhá. Chị nào mà ưng mã này thì nhanh tay vào chia sẻ bài cho em. Nhớ chia sẻ công khai trên trang cá nhân giúp em 2 lần và 3 4 lần vào nhóm hội nhá. Là em Ngân sẽ bán áo này với các chị về chiên cho các chị với mức giá là 189k. 189k chị nhá, quá rẻ luôn em ơi các chị ơi. Một em áo phao
Một em áo phao hàng Quảng Châu các chị ơi. Một em áo phao hàng Quảng Châu cực đẹp luôn cho em luôn các chị nhá. Đấy, rất là dễ rất chịu thoải mái các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn cho em. Rồi, bên 15 189k nhanh tay comment cho em đã chia sẻ và kèm theo số điện thoại giúp em các chị nhá. Đã chia sẻ kèm theo số điện thoại giúp em các chị ơi. 189k ok chị Huyền Trang này. Muốn mua một cái gì cơ? Rồi ok chị gái luôn này, chị gái Trần Thi này, ok chị gái luôn. Comment cho em đã chia sẻ và kèm theo số điện thoại giúp em là các chị được chốt áo 189k chị nhá. Nào nhanh tay chia sẻ bài giúp em các chị ơi. Nhớ chia sẻ bài giúp em chỉ có mức giá 189k rẻ quá các chị ơi. À, được xem hàng trước không? Được xem hàng trước các chị nhá, được xem hàng trước ạ. Nhanh tay cho em chị Trần Quy Thay quy... Rồi các chị ơi cứ chia sẻ bài này em lên chốt đơn cho chị nhá. Rồi ok chị gái kìa. Thanh Thanh Quy Nguyễn ok chị gái luôn nào. Chế là lấy comment nhanh cho em nhá. Đã chia sẻ kèm theo cho em ngân xin cái số điện thoại là các chị có thể chốt đơn. Em thử sang cái màu khác cho các chị ngắm luôn nhá. Thử sang cái màu khác cho các chị ngắm luôn nào. Nhanh tay chia sẻ bài cho em nào. Đẹp quá các chị ơi. À, được xem bài trước không? Được xem bài. Em lên màu hồng cho các chị ngắm luôn nhá. Nhớ chia sẻ bài giúp em nào. Nhanh tay vào chia sẻ bài cho em. Nhớ chia sẻ bài chốt đơn nhá. Vũ Nga này. Rồi ok chị gái cứ comment cho em đã chia sẻ và kèm theo số điện thoại. Màu giúp em luôn nhá. Màu giúp em nào. Comment cho em đi. Comment giúp em nào. Xả một đi. Xả một kèm theo màu và số điện thoại giúp em nhá. Xả một kèm theo màu và số điện thoại giúp em nào. Nhớ chia sẻ bài giúp em. Ok chị Hồ Hiền. Chốt cho chị Hồ Hiền nào. 70 cân không vừa từ 50 cân ạ. Từ 50 cân đến 65 cân vừa cho em luôn nhá. Ok chị Lê Thị Ngọc. Rồi comment các vị comment cho em là xả một kèm theo màu và số điện thoại giúp em là chị nào hôm nay được chốt hết đơn luôn nhá. Nhưng mà các chị nhớ các chị giúp em là chia sẻ bài giúp em. Cứ chia sẻ bài là em ngân chốt đơn. Ok chưa? Thấy em không Đào Đăng Hào có thấy chị gái luôn nhá. Lê Hồng Ngọc chốt cho chị Lê Hồng Ngọc đã chia sẻ bài này. Chị Huyền Mai đã chia sẻ bài, chị Thảo Hà đã chia sẻ bài cho em chưa? À comment đã chia sẻ bài. Chốt luôn cho chị Thảo Hà này, đuôi là 25 7 ok chị gái luôn này, chị Thanh Quỳnh Nguyễn nào, 73 là 32 ok chị gái luôn. Nào con chị nào đã chia sẻ bài thì comment lên đây luôn giúp em luôn nhá. Chỉ comment cho em là xả một kèm theo số điện thoại à màu, xả một màu kèm theo số điện thoại là các chị có thể chốt phao 189k chị nhá. 189k thôi ạ, quá rẻ luôn các chị ơi, chia sẻ bài giúp em này. Quá đẹp luôn các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn em. Các chị biết ạ, con này hôm trước em bán bao nhiêu ạ? Thấp nhất em xả cho các chị với giá là trên 300k rồi đúng không? Em bán tại cửa hàng em là phải đến 800-900k chị nhá. Đấy, hôm nay chị Đào có chia sẻ bài em phải bán với giá 500k. Vì con này em thề chị, hôm nay em chỉ đầu like em xả cho các chị một mẫu duy nhất thôi. Nên chị nào ưng mẫu này thì nhanh tranh thủ vào mua cho em luôn nhá. Huyền Trang chốt cho chị rồi ạ. À. Ok, chị gái mẫu cao bao nhiêu? Mẫu cao 1m57, nặng 547 cân chị gái nhá. Bạn đi đang mặc size, bạn đang mặc size S. Đây mặc size S, bạn mặc size S cho các chị nhá. Chị nào em có size cho các chị từ 48 cân. 48 bạn mặc size S hơi rộng một chút đây các chị này. Đấy. Hơi rộng một chút đây là các chị này. Nên em báo các chị từ 48 cân, 48 cân đến 65 cân vừa cho em nhá. Nhanh tay chia sẻ bài chốt giúp em và các chị ơi. Nhanh tay chia sẻ bài giúp em các chị nhá. Xả với mức giá là bao nhiêu? 189k. Quá rẻ luôn, cực kỳ rẻ. Nguyên Yến, ok chị Nguyên Yến luôn này. Em nhận được hàng rồi đẹp lắm ạ. Ok chị Dương Nguyên, cảm ơn chị rất nhiều. Vu Nga xả một ok chị gái luôn. Rồi chị nào đã chia sẻ bài thì nhanh tay comment lên cho em. Yến Hà xả một màu hồng ok chị gái luôn. Đuôi 644. Các chị ơi hôm nay cứ chia sẻ bài là em ngân xả đơn các chị nha. Cứ chia sẻ bài là em ngân xả. Quá rẻ luôn các chị ơi, phao cực mềm cho em. Con này đẹp lắm các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào nhận được con này rồi feedback lên cho em ngân cái. Quá rẻ luôn các chị nhá, cực kỳ rẻ luôn cho em. Nào, xả một kèm theo số điện thoại rồi cho em nhá. Là em ngân chốt hết đơn luôn cho các chị nào. Nhanh tay cho em, nhanh tay cho em. Xả một kèm theo số điện thoại là em ngân chốt đơn các chị nhá. Các chị yên tâm hôm nay chị nào được chốt đơn ạ. Ok chưa? Yến nào em chốt đơn cho chị gái rồi nhá. Chị cái gì mẫu này có gì là có mà em bảo đi 65 cân vừa cho em luôn các chị nhá. 65 cân vừa cho em. Rồi chế nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em. Mặc phao cực thích luôn cho em luôn các chị nhá. Mềm cực luôn nha các chị nhá. Ai cũng thích cái này thì có thể bỏ đi cho em nhá, hoặc là cất vào túi cho em nha các chị nhá. Quá là thích luôn ạ. Sờ mềm sụn luôn nha các chị nhá. Mặc rất là thích luôn.
Các chị có thể mùa thu đông các chị có thể mặc áo bên ngoài, các chị cứ lấy size lớn hơn, rộng hơn một chút các chị nhá. Rồi chế nào đấy thì nhanh tay vào đây cho chị, cứ comment cho em là xả màu kèm theo màu và số điện thoại là các chị được chốt lên đơn nhá. Huyền Trang em chốt cho chị Huyền Trang, chị Huyền Mai chốt rồi ạ. Rồi nhanh tay chia sẻ bài cho em nào. Nhớ chia sẻ công khai trên trang cá nhân giúp em 2 lần và 3 lần vào nhóm hội giúp em nhá. Là chị nào hôm nay mà đã chia sẻ bài thì comment lên đây giúp em luôn nhá. Là các chị có thể được chốt hết đơn áo luôn các chị nhá. Với mức giá hôm nay xả của chị 189k. Rẻ quá các chị ơi, cực kỳ rẻ, một em áo phao dài các chị nhá, cơ hội ngàn năm có một đấy các chị ơi. Em nói thật chị các chị là cơ hội ngàn năm có một, các chị biết rồi. Mẫu này em các chị biết những cái mẫu như này, năm ngoái tương tự em bán, năm ngoái em bán đến 500k rồi. Hôm nay xả các chị có giá 189k thôi. Đúng rồi, mình mua ba cái đẹp lắm, quá đẹp luôn Vũ Nga nhá. Ok chị gái luôn. Phúc Lê này, ok chị xả một màu hồng common rồi 667 ok chốt luôn cho chị gái. Rồi chị nào mà đã muốn mua áo này với giá mã là 189k, comment cho em xả một kèm theo màu và số điện thoại luôn này, em ngân chốt luôn các chị nhá. Xả một 189k màu đỏ. Thảo Trịnh ơi quên số điện thoại em rồi, có số điện thoại em chốt đơn, không có số điện thoại em ngân không chốt đơn các chị nhá. Nhanh tay nhớ chia sẻ bài giúp em các chị ơi, chia sẻ bài giúp em chỉ có mức giá là 189k hôm nay xả cho các bác đấy ạ. Ôi đẹp cực, em thử sang màu khác cho các bác ngắm luôn nhá. Ôi đẹp quá luôn các chị ơi, 500k chị ơi, em nói thật các chị là không chia sẻ bài mua với giá 500k. Các chị biết rồi, năm ngoái em ngân đã bán pha những cái mẫu như thế này, em ngân đã bán với giá 500k rồi. Hôm nay em ngân xả tri ân cho các chị lên là chỉ có mức giá 189k thôi. Lên chị là các chị chỉ cần cho em xin chia sẻ công khai trên cá nhân giúp em 2 lần và 3 lần vào nhóm hội là các chị có thể được chốt đơn nhá. 189k rồi, chia sẻ bài giúp em các chị ơi. Chia sẻ bài giúp em kiểm tra bao nhiêu chị chia sẻ bài tổ chức này chung hay chưa. Ừ. Rồi ok chị gái luôn, là các chị cứ chia sẻ bài là em ngân chốt hết đơn luôn các chị nhá. Không phải lăn tăn đâu, hôm nay em ngân sẽ xả cho các chị một buổi. Hôm nay chơi lớn nào các chị ơi, hôm nay chơi lớn nhá, để xả cho các chị luôn nào. Rồi chị Lê Tuyết là áo làn chị ngân đẹp lắm. Ok em cảm ơn chị gái rất nhiều. Quy Trần em chốt cho chị gái rồi nhá. Rồi hiện tại mẫu này em đang có bao nhiêu, em đang có tất cả 5 màu. Các chị đợi tí. Trịnh Phương Thảo ok xả một màu vàng. Phúc Lê em chốt cho chị gái rồi ạ. Rồi các chị ơi chỉ cần comment cho em ngân một lần thôi là em ngân chốt hết đơn cho các chị nhá. Nga Vu em chốt cho chị gái luôn nhá. Hai đuôi là 298 nào, nhanh tay chia sẻ bài giúp em các chị ơi, đẩy lượng người lên xem giúp em nào các chị ơi. Ui các chị ơi, màu cam các chị ơi, màu cam các chị nhá. Đấy cực đẹp luôn cho em, đủ các màu sắc cho các chị lựa chọn. Eo ơi, một em áo phao, em nói thật với các chị là một em áo phao 1 triệu bạc mà sale cho các chị còn có 189k. Các chị không chốt thì chốt cái gì, dày dặn cực kỳ luôn các chị nhá. Đây ạ, bên trong đây các chị ơi, dày dặn cực kỳ đây, hàng Quảng Châu luôn các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn cho em đây ạ. Chất phao đây các chị ơi, phao nhăn phao mềm luôn cho em luôn nhá. Rồi chị nào đấy nhanh tay chốt đơn luôn cho em, xả một kèm theo màu và số điện thoại giúp em, chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 189k. Nhanh tay chia sẻ bài cho em các chị ơi, chia sẻ bài là chốt đơn các chị nhá, không chia sẻ bài là chốt đơn với giá 500k, chia sẻ bài chốt đơn với giá 189k. Rồi nhanh tay cho em ngân xin một nút chia sẻ các bác ơi, nhanh tay cho em xin một nút chia sẻ các chị nhá. Hiện tại mẫu này em đang có tất cả trên người các chị là 5 màu các chị, là bạn đang mặc màu cam ở đây, màu vàng, màu đỏ các chị, màu đen và màu hồng các chị nhá. Em sẽ mặc từng màu cho các chị ngắm để các chị lựa chọn luôn. Chị nào có chia sẻ bài là em ngân chốt đơn, không chia sẻ bài là em ngân không chốt được đơn các chị nhá. Nhanh tay cho em, mẫu này em có size cho các chị từ 50 cân đến 65 cân. Đấy các chị ơi, quá thông minh 2 chiều, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị nhá. Đấy, đẹp quá luôn các chị nhá. Quá tiện đi xe các chị nhá. Đấy, chị làm mà đi xe, chị làm mà thấp thấp một tí, các chị đi xe lên mà sợ ngã, chị kéo cho em cái khóa thông minh 2 chiều đấy các chị nhá. Rất là đẹp luôn cho em ạ. Đây ạ, dáng này, dáng eo cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Đấy. Phao nó là chất mềm, có mũ đội các chị nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn cho em. Làm chia sẻ bài giúp em các chị ơi, chia sẻ bài giúp em nhá. Về xả cho các chị về cái giá 189k. Chị làm mà không chia sẻ bài em ngân bán với giá 500k. Ok chưa ạ? Nhanh tay chia sẻ bài giúp em các chị nhá. Sao mình mua hai này. Chị ơi em trả lời inbox cho chị gái rồi, chị gái nhá, em trả lời inbox cho chị Hoa Trần rồi ạ. Đấy chị inbox về các bạn trả lời. Các chị Hoa Trần này giải thích cho chị luôn trên live luôn này. Các chị nhận về hàng hơi rộng, em ngân khăn sàng đổi cho các chị. Nhưng các chị đổi luôn cho em, à chị lại đổi cho em một cái, xong hôm sau chị lại xem, chị lại gửi cho em đổi cái nữa. 2-3 ngày sau chị đổi cái nữa, em không nhận thấy cái hàng các chị nhá, thông cảm giúp em. Em nói thẳng luôn trên live luôn như thế, chị làm ok mua hàng nha, em được mua.
Em yêu cầu các chị là yêu cầu của anh em rất là đơn giản thôi ạ. Các chị nhận hàng về hơi rộng một chút, đổi cho chị size nhỏ. Ok, nhận đổi hàng cho chị size nhỏ. Nhưng các chị gửi về cho em một lúc sau, hôm sau lại like mẫu khác, rồi 2 3 ngày sau lại mẫu khác, các chị đều đổi hàng nữa, em chịu, em không làm được thế các chị nhá. Các chị cứ ra cửa hàng các chị mua xem, không bao giờ có cái giá ấy đâu các chị nhá. Mà không bao giờ có cái kiểu như thế đâu. Bên em đổi hàng rất là ok, rất là vô tư thoải mái thôi. Đấy, nên là chị mua hàng các chị để ý giúp em nhé. Em bán hàng cực kỳ thật thà, cực kỳ thoải mái luôn. Em đã nói ngay ở trên inbox của chị rồi, các bạn có hỏi em rồi. Em bảo tại sao chị gửi về một lúc sao chị gửi về luôn 2 cái cho em đi, sao chị gửi về một cái đó kia, đúng không? Bác thử một cái vừa rồi hay như nào, bác không sao bác xem mẫu đẹp hơn hay như nào. Rồi bác ơi, mỗi mẫu một kiểu khác nhau, bác đừng bỉ mẫu lặng mẫu kia. Đấy, mà bác không thích hàng nữa thì bác gửi hàng về cho em, hoàn đơn cho em, đúng không? Lần sau bác không thích hàng nhà em không mua hàng nhà em, ok. Em bán hàng thoải mái lắm. Đấy, nên là bác không phải lo vấn đề đấy. Hàng nhà em bán đẹp, em đảm bảo chất lượng luôn. Em không ép ai lấy hàng và em không ép ai mua hàng. Đấy, các bác ưng các bác mua hàng cho em, không thì thôi, ok chưa ạ? Đấy, bác là ok mua hàng giúp em nhá, không phải lăn tăn đâu ạ. Còn bác là không ưng thì bảo là hôm nay chốt xong, ngày mai đem về suy nghĩ chán, hủy đơn chị, ok hủy đơn cho các chị luôn. Không phải lăn tăn gì các chị nhá. Đấy, bán hàng nó phải như thế. Không phải bán hàng ép khách lấy làm gì cả, mệt người các chị nhá. Đấy, các chị nhận về hàng em các chị cứ ok, ngày hôm nay đêm nay suy nghĩ không ok, ngày mai bảo em ơi hủy đơn cho chị không ưng, ok hủy đơn, thoải mái luôn, thoải mái chưa ạ? Đấy, chị nào lấy cho em Ngân xin một lút chia sẻ các chị nhá. Cho em Ngân xin một lút chia sẻ là các bác ơi, với giá 189k, quá rẻ luôn các chị ơi, cực kỳ rẻ luôn cho em nhá. Đã chia sẻ kèm mà comment cho em xả một kèm theo cho em Ngân xin cái số điện thoại là các bác có thể chốt đơn, em thử sang màu khác cho các bác ngắm luôn nhá. Rồi chuẩn bị để em qua mẫu cho các bác luôn nào. Thế là mấy hôm nay mẫu này là quá rẻ luôn nhá. Comment giúp em xả một chỉ với mức giá 189k duy nhất ngày hôm nay. Ngày mai các bác inbox không có cái giá này đâu các bác nhá. Đấy, nhớ giúp em như thế. Em chỉ xả ngay đầu game cho các bác hôm nay. Tại vì là nhiều chị bảo là Ngân ơi chị chốt giá này không được, lọ kia chốt mãi không được, chị chia sẻ nhiều quá không được. Hôm nay em xả các chị với mẫu này 189k dành cho chị nào cứ chia sẻ bài cho em chốt hết luôn. Nào, bắt đầu để em chốt đơn các chị ơi, bắt đầu để em chốt đơn luôn các chị nhá. Bắt đầu để em chốt đơn luôn các chị nào. Chúng mày lần sau cái máy kia chúng mày có nhiều, chúng mày cho chị mượn vào đây xong rồi chúng mày lấy cái máy này xem. Rồi ôi bán hàng. Rồi, em chốt hết cho chị nào qua một lên đây cho em, chị Trang Trần, ok chị Trang Trần, chị Hồng Hương Hồ, ok chị Hương Hồ này đuôi 220, ok chị Trang Trần đuôi 325, ok chị gái luôn nhá. Mời chị thoát ra vào lại giúp em Ngân nào. Thoát ra vào lại giúp em luôn các chị nhá. Rồi comment lên lên danh giúp em nào các chị ơi. Chị Nguyễn Huyền, ok chị Nguyễn Huyền này đuôi 683. Rồi còn chị nào mà chưa được chốt đơn thì nhanh tay chị Hương Hồ. 189k quá rẻ luôn các bác ơi, cực kỳ rẻ luôn cho em. Xả các bác ơi, nhanh tay. Duy nhất một ngày hôm nay thôi, duy nhất ngày hôm nay thôi các bác nhá. Quá rẻ và quá đẹp luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. À, ốm không ra lấy được áo, rồi ơi bà ấy, bà ra không ra lấy được thì gửi đi quanh thành phố Yên và Yên Bái chỉ có mất 10k thôi. Nào nhanh tay chốt đơn luôn cho em, comment cho em xả một 189k kèm theo màu và số điện thoại giúp em là các bác lên đơn thành công. Chị là hôm nay em chốt hết cho các chị luôn, hôm nay chơi lớn luôn các chị nhá. Đấy, em nói thật với các chị mua được một con áo này ngoài 189 ta cắt tay em đi các chị nhá. Đấy, hôm nay là xả lỗ cho các bác luôn để các bác mua hàng nhà em, xem hàng nhà em luôn các bác nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em với mức giá 189k. Comment giúp em là xả một kèm theo màu và số điện thoại giúp em. Nhanh tay lưu ý giúp em, những cái mã này là em chỉ chốt trên live, em không chốt trong inbox và không gọi điện, em không chốt thêm các bác nhá. Chỉ chốt duy nhất ở trên live ngày hôm nay thôi ạ. Hôm nay đang xả và chơi lớn cho các bác luôn. Nên các bác nào mà tranh thủ ngày hôm nay xem được là quá hời và quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Comment giúp em nào, xả một kèm theo màu và số điện thoại là các bác chốt hết đơn luôn cho em. Hiện tại em đang có 4 màu, 5 màu cho các bác lựa chọn đây ạ. Từng màu em giơ hẳn xuống cho các chị lựa chọn đi. Đấy. Đây nha, đây là màu hồng các chị này, màu cam, màu đỏ và màu vàng. Đấy, rất là đẹp luôn các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn cho em. Chị nào yêu cầu màu là em Ngân mặc lên cho các chị luôn nào. Huyền Trang em Ngân chốt rồi các chị nhá. Thảo Hà em Ngân chốt luôn đơn cho chị gái luôn này, size L, ok chị gái. Rồi nhanh tay chốt đơn luôn cho em, xả một kèm màu kèm số điện thoại là các chị chốt đơn. Nhớ chia sẻ bài cho em, không chia sẻ bài các chị chốt với giá 500k. Chị nào chia sẻ bài hôm nay chốt với giá 189k, ok chưa ạ? Chia sẻ bài chốt với giá 189k, không chia sẻ bài chốt với giá 500k, ok chưa ạ? Nhớ nhanh tay chia sẻ bài giúp em nào. Xả một kèm màu kèm số điện thoại để chốt áo xả một nhà em đây các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn cho em đây ạ. Hiện tại em đang có
có 5 màu cho các bác lựa chọn. Bạn đang mặc trên người là màu đen các chị này. Đấy, em sẽ chuyển sang mặc màu đỏ cho các chị ngắm luôn nhá. Đẹp dã man luôn con này luôn, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị nhá. Đấy, chế nào đấy. Các chị ơi, nhanh tay nhá, duy nhất ngày hôm nay thôi ạ. Duy nhất ngày hôm nay con này các chị biết rồi ạ. Cùng một cái dòng như này, đấy. Năm ngoái cùng cũng của cái hãng nhà này, năm ngoái bán áo này với giá 500k rồi nhá. Ai theo dõi Facebook nhà em Ngân đã biết là pha đông ngoái toàn những cái mẫu này toàn 500k hết, không có cái giá này đâu. Hôm nay em chơi lớn với các bác là 189k. Nhớ comment chia sẻ bài giúp em, chia sẻ bài giúp em để chốt với áo 189k đây ạ. Màu đỏ đây các chị ơi, màu vàng em xem sau các chị ngắm luôn nhá. Đây ạ, màu vàng đây các bác nhá, màu vàng này, màu cam đây các chị ơi, màu cam đây các chị ơi, màu cam này. Đó, rất màu đỏ xinh quá này các chị ơi. Và đây là màu hồng các chị nhá, màu hồng này cực kỳ đẹp luôn cho em. Màu đen đây các chị nhá, màu đen đây ạ. Đấy, chị nào lấy thì nhanh tay để em còn 3 mẫu nữa các chị ơi. Thì nhanh tay cho em, duy nhất ngày hôm nay quá rẻ quá đẹp luôn. Nào các chị ơi, chia sẻ bài cho các bạn, các anh các chị mua luôn cho em luôn để biết đến Facebook nhà em luôn các chị nhá. Rồi, nhanh tay chia sẻ bài cho em. 189k rẻ quá các chị ơi, chưa bao giờ có mức giá nó rẻ như thế này các chị nhá. Hôm nay chơi lớn các bác luôn. Ngày mai các bác mới mua với giá khác nhá. Ngày mai các bác em bán live mà em xả em phải giá là 380.000. Ok chưa ạ? Đấy, chị nào mà chốt được ngày hôm nay cực hời, ngày mai book với giá 380.000 các chị nhá, không có cái giá này đâu ạ. À. Đấy, đi làm hôm nay không chia sẻ bài lại còn cái giá 500.000 cơ. Bởi vì các chị biết thừa rồi. Những cái hàng này nhà em nó hàng quá đỉnh luôn, hàng nó là hàng Quảng Châu cao cấp luôn các chị nhá. À, rồi comment cho em luôn chị Hà Cu, ok chị Hà Cu này. Rồi, comment giúp em xả một nào, xả một kèm màu kèm số điện thoại chỉ có giá 189k. Nhanh tay cho em luôn các chị nhá, nhanh tay cho em luôn. Quá rẻ và quá đẹp và quá xuất sắc luôn con này luôn các chị nhá. Các chị nhìn giúp em ạ. Đẹp cực kỳ luôn đây ạ. Có cả mũ luôn các chị nhá. À, mũ luôn này, mũ liền luôn cho các chị luôn này. Để các chị đi ngoài ngoài trời các chị có thể kéo cho em chống rét luôn các chị nhá. Một em áo dài quá rẻ luôn, 45 cân mặc size S giúp em các chị nhá. Rồi nhanh tay, à mũ này không tháo được các chị nhá. Nhanh tay chia sẻ bài giúp em nào. 189k quá rẻ luôn. Chị là đã chia sẻ bài gì comment lên giúp em nào. Xả một kèm màu và kèm số điện thoại giúp em luôn các chị nhá. Xả một kèm màu và kèm số điện thoại luôn giúp em. Chỉ với mức giá bao nhiêu ạ? 189k thôi. Quá đẹp luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn nhá. À, chị Hoàng Hà này, ok chị Hoàng Hà. Rồi nhanh tay cho em nào, xả một kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Ôi các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em, quá đẹp và quá xuất sắc luôn cho em luôn các chị nhá. Đủ 5 màu cho các chị lựa chọn luôn này, đủ 5 màu cho các chị lựa chọn luôn nên chế làm nhanh tay chốt đơn luôn cho em. Nhớ giúp em inbox em không bán đâu các chị nhá. Inbox các chị mua với giá là 380.000 giúp em các chị nhá. À, hiện tại em đang có 5 màu trên kia các chị ơi, 5 màu em giới thiệu lại từng màu cho các chị lựa chọn luôn. Rồi nhanh tay để em qua mẫu khác các chị nhá. Em đang mặc là màu đỏ các chị nhá, em đang mặc là màu đỏ ạ. Em đang có màu vàng này các chị này. Màu vàng đấy ạ, màu vàng. Để giới thiệu không cần lỗi nào. Em có màu hồng các chị này, màu hồng ạ. Màu đen các chị nhá. Và cuối cùng là màu cam các chị này. Hôm nay nhà em xả với giá quá rẻ các chị nhá, 180. Đầu like chi ơn cho các chị lên các chị nhớ chia sẻ bài giúp em các chị ơi. Chia sẻ bài vì có cái giá 189k. Comment giúp em là xả một, xả một kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Nhanh tay giúp em nào. Trong vòng 5 phút nữa bắt đầu em đóng game các chị nha. 5 phút nữa bắt đầu em đóng game. Chị nào mà chưa mua được thì nhanh tay chưa mua cho em luôn các chị nhá. Nào, còn chị nào, còn chị nào mà chưa chia sẻ bài, nhanh tay chia sẻ bài giúp em. Ok chị Nguyễn Minh Ngọc này, xả một màu hồng, đuôi là 121. Ok chị gái luôn, chốt luôn cho các chị luôn nha. Rồi các chị cứ comment chia sẻ bài là em ngân chốt đơn. Ok chưa ạ? Comment nhanh giúp em, cứ chia sẻ bài là em ngân chốt đơn, không phải lăn tăn các chị nhá. Chỉ với mức giá là 189k một em áo nhá các chị nhá. Rồi nhanh tay chốt đơn luôn cho em. Em cảm ơn chị Nguyễn Huyền nhá. Rồi các chị ơi, các chị cứ comment giúp em, chị nào mà không thích thì comment hủy đơn luôn cho em. Số điện thoại chị Nguyễn Huyền nhá. Rồi giúp em nào các chị ơi, nhanh tay 68 cân không vừa nhá các chị nhá, em báo đến 65 cân đây ạ. Từ 48 cân đến 65 cân giúp em nhá. Nhanh tay giúp đơn cho em nào. Nào còn 3 phút nữa bắt đầu em đóng game các chị ơi, còn 3 phút nữa em đóng game mà các chị ơi. Quá đẹp luôn các chị nhá, còn 3 phút nữa em đóng game đây ạ, cực kỳ đẹp luôn cho em này. Xả một màu vàng, ok chị gái luôn, chị Phương Đông chốt cho chị Phương Long này. Rồi còn chị nào chốt xả một không ạ, nhanh tay chốt đơn cho em. Chỉ với mức giá là bao nhiêu, 189k, chi ân cho các chị game ngày hôm nay. Nên chị nào mà chưa mua được thì mua ngay lập tức cho em luôn các chị nhá. Quá rẻ, quá đẹp luôn các bác ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn nhá. Của em có đơn không, Hà Cô có đơn. Đã bảo ngày hôm nay cứ chia sẻ bài là có đơn, không phải thắc mắc luôn. Ngày mai các chị nào
nào ông thấy bạn bên em gọi điện, các chị gọi điện vào luôn, ba con năm cho em luôn nhá. Là các chị yên tâm cho em, chị làm ngày mai mà các bạn không chốt đơn, gọi vào đuôi ba con năm cho em. Yên tâm cho em nhá, chị Ngân phần áo vàng, size to nhé, em được chốt rồi. Ok, chị Phương Thảo, nhanh tay chốt đơn luôn cho em, chỉ mức giá 180k. Một phút nữa bắt đầu đóng game. Chế làm vào tranh thủ nhanh để mua cho em nhá. Không biết chất như thế nào thì mua thử một cái đi, không chết ai chị gái nhá. Rồi thôi mình này nói về mình không thích ngọc ở cái gì. Rồi ok chị gái luôn. Rồi chị nào hủy đơn hủy luôn cho em trên live, không phải lan tăn các chị nhá. Rồi qua mẫu khác các chị nhá, em đóng game các chị nhá. Bây giờ bắt đầu là các chị nào là chốt đơn hôm nay, bây giờ bắt đầu chị nào lấy thì comment cho em là 380.000 các chị nhá. Ngày mai các chị vào xem Ngân bán với giá là 380.000, không bao giờ có cái giá này đâu. Đây là em Ngân không bao giờ nói hai lời đâu các chị ạ. Đấy. Nên là em hôm nay em đã đọc tên chị nào đã được chốt game, các chị được chốt hết luôn các chị nhá. Ok chưa ạ? Lên mã tiếp theo các chị là. Đây cho chị cái con P20 đi. Lên một em siêu phẩm P20 cho các chị luôn nhá. P20 của chị nào. Hôm nay inbox nhiều quá, hỏi nhiều quá, em lên cho các chị luôn. Đây, cái mã này các chị cực kỳ đẹp luôn cho em luôn này. Đây, lên một em siêu phẩm này cho các chị luôn nhá. Con còn một cái mẫu kiểu như này có đâu quá. Đấy, cái mẫu này mà chị làm hôm trước chưa chốt được, chốt luôn cho em luôn nhá. Hôm trước chưa chốt được, chốt luôn cho em mẫu này đi. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn cho em này. Các chị biết à, những cái mẫu có lông này lăng ngoài tương tự. Nhầm gì mà kéo lên hồn này nhầm. Ok Nhan Hà vào rồi, em chốt chị xả 1 nhá. Hết rồi, dừng game các chị nhá. Dừng rồi, không chốt cho ai 189k rồi. Để em chốt, bắt đầu em bán với giá khác các chị nhá. Rồi, ôi các chị ơi, mày không chia sẻ bài sao mà lượng người lên ít thế này không biết. Cái khóa này nó là khóa 2 chiều. Đấy, rất là đẹp luôn cho em con này luôn. Con này gọi là con siêu phẩm nha em, các chị ơi, cực kỳ siêu phẩm nha. Lên mũ lông liền, mua lông liền hả chị? Lông rời. Lông rời chị ơi. Lông là lông rời. Giặt thì các chị bỏ ra giúp em các chị nhá, giặt thì bỏ ra giúp em. Nào, comment giúp em mã này các chị nhá. Hôm nay mã này tiền chung bắt đầu lên các chị nhá. Hôm trước em bán với các chị với cái giá là 420k. Hôm nay tiền chung báo hết lên rồi các chị nhá. Em chỉ chốt nguyên duy nhất ngày hôm nay 420.000 nữa thôi. Còn bắt đầu từ ngày mai em Ngân bán là lên 500k đấy các chị nhá. Không phải dối các chị đâu ạ, 500k đến có lúc lên đến 600k luôn các chị nhá. Nên chị làm mà hôm nay chốt nhanh mã này cho em luôn. Nhanh mã này cho em luôn các chị nhá, đấy ạ. Rồi hôm nay mã này của em là 400P20, 420k. Hiện tại em đang có 5 màu cho các chị lựa chọn. Bạn đang mặc trên người là màu kem các chị này. Màu kem cực kỳ đẹp cho em. Size các chị có từ size ML đến XL. XL mẫu này các chị thì em chỉ báo đây các chị đến 64 cân thôi ạ. Mẫu này báo đến 64 cân. Con này thì nó là đỉnh của đỉnh, các chị nhìn quả lông nó phê cực kỳ rồi các chị nhá. Đây ạ. Ôi lông nó đẹp dã man con ngan luôn cho em luôn các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn cho em luôn ạ. Đấy. Nhìn giúp em này. Hiện tại mẫu này em đang có 5 màu. Màu xanh lá các chị này, màu đen. Đấy, màu xanh dương và màu hồng các chị nha. Em sẽ mặc từng màu lên cho các chị lựa chọn. Chị nào mà thích mẫu này thì comment lên cho em là P20 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Với mức giá là 420k, duy nhất xả ngày hôm nay 420k các chị nhá. Ngày mai là các chị mới mua với cái giá 550, 500k các chị ơi, không có giá này đâu. Bắt đầu tiền chung nó lên rồi các chị nha, là các chị phải mua với giá cao hơn. Tại vì em không quy định được giá, vì tiền nó lên là bọn em bắt buộc phải lên các chị nhá. Đây ạ, em sẽ thử ra màu khác cho các chị ngắm luôn các chị nhá. Chất thì các chị khỏi nghĩ, khỏi phải lăn tăn đi. Nó quá đẹp luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em. Chị nào hôm nay đã nhận được phao nhà em về rồi còn gì nữa đúng không? Comment lên giúp em luôn là các chị ơi, quá đẹp luôn các chị nhá. Có đủ các màu chị ơi, có đủ lăng hoa màu nhá. Đúng rồi. À, các chị mua những cái mẫu này kiểu như này năm ngoái đó các chị phải mua đến 550k là chuyện bình thường mà chị. 550k là chuyện bình thường mà. Quá đẹp luôn, mẫu này cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị này. Em chuyển sang màu xanh nha các chị nha. Cái màu này yêu quá này các chị ơi.
Chị Hạnh Vũ ơi, nhà em không chốt con xả một đâu chị gái. Em dừng xả một dạ. Chị chốt bây giờ là sẽ là giá 380k chị gái nhá. Xả một em dừng rồi. Rồi các bác ơi, em nói rồi các bác. Bây giờ các bác chốt xả một với giá là 380k. Em đã bảo dừng một rồi nha các chị nha. Những chị nào mà chốt trước từ lúc em bảo ngân kết thúc game mà các chị chốt hết được 180k. Chị nào mà bây giờ là chốt là 380k. Hạnh Vũ ơi, để hôm sau mua đi, để hôm sau xem mã khác nhá. Rồi, đấy, chế làm mà em bây giờ chốt xả một là 380k. Rồi, em bán mẫu tiếp theo cho chị nha. Đây là mã P20 nhà em. Hiện tại em đang có màu xanh này, màu xanh lá các chị. Hôm nay về tiếp màu xanh lá các chị này. Đẹp quá luôn các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn cho em. Chất thì các chị khỏi phải nghĩ luôn cho em luôn các chị nhá. Lấy comment cho em là P20 em có đủ size các chị. Từ 50 cân đến 63-64 cân vừa cho em nhá. Từ 50 cân đến 64 cân vừa cho em ạ. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn các chị nhá. Eo các chị đến đâu các chị thắt eo cho em đấy. Đây là các chị này. Eo các chị có thể giúp vào cho em được, ok nhỉ? Đây là các chị này, eo giúp vào cho em luôn nhá, quá đẹp luôn đấy. Các chị đến đâu các chị thúc vào cho em bên đây luôn. Ôi bà bảo phải giúp cái này buộc làm sao được, phải giúp buộc ngoài đây các chị ơi. Eo đến đâu thì rút cho em vào đến đấy luôn, ok chưa ạ? Đấy, còn cái mẫu này cái ngoài dây các bác có thể là buộc thành cái lơ cho em cũng được đấy. Chị nào ấy buộc cho em thành cái lơ rất là ok luôn, đẹp quá các chị ơi, cực kỳ đẹp mẫu này luôn. Chị nào không chốt được mẫu này phí lắm luôn này. Đầu vụ đối với về nhiều mẫu đẹp như thế này mà các chị không chốt thì quá tiếc cuộc đời luôn các chị nhá. Tiếc cực kỳ luôn cho em. Những cái mẫu này các chị em đã bảo rồi. Những cái mẫu này năm ngoái các chị đã phải mua kiểu kiểu này. Là các chị mà lông nó còn không được đẹp như thế này. Đấy, nói thật với các chị, các mua chị mua nó mua với 550.000 rồi. Hôm nay em đã xả các chị với giá là 420k. Nhanh tay các chị nhá. Em rồi em mặc qua màu hồng các chị này. Đẹp quá chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn nhá. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn cho em luôn. Lên tiếp màu hồng với chị ơi, lên tiếp màu hồng cho chị ngắm luôn này. Cái mẫu này mới về đâu nhỉ? Đây, lên ra tiếp màu hồng cho các chị luôn nhá. Đợi em một chút ạ. Em chuyển sang màu hồng cho các chị nhá. Đây màu hồng đây các chị ơi. Màu hồng đẹp quá các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn này. À, hai cái không vừa đi ship chị gái nhá. À, Nguyễn Huyền không chốt cho chị à? Nguyễn Huyền chốt rồi chị gái ơi, chốt rồi yên tâm nhá. Nhàn Hà Dạo em chốt hết rồi, chị nào cứ chốt đến khi em kết thúc game em chốt hết nhá. Đặc biệt là có túi rất là sâu luôn ạ. Đây ạ, quá đẹp luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn này. Ôi con này nó đẹp xuất sắc luôn các chị nhá. Bộ này có size không shop? Có size chị ơi, báo size các chị, size ML đến XL chị nhá. ML đến XL. Đấy, chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em. P20 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Đấy, với mức giá 420k qua mẫu các chị nhá. Em qua rất là nhanh cho chị là chốt cho luôn cho em luôn nhá. Rồi lên cái mã. Lên mã tiếp theo luôn cho các chị luôn này. Con này rút eo trong. Em đứng lên đi, đứng lên trao lên chị đã cho mình mặc vào đã thì thích. Con này trần trong trần ngoài các chị ạ. Nhìn nó phê chưa? Trần trong trần ngoài luôn cho em luôn các chị nha. Đây ạ. Rút eo trong các chị nhá, rút eo trong. Chị nào mà thích buộc cái này cũng được. Bảo chị nào mà đây này. Một là các chị thích buộc cái này cho em được, hai là các chị thích buộc rồi. Cho em đây này, buộc nút nó vào như này cho em được rất là ok luôn các chị nhá, cực kỳ dễ luôn đấy. Và các chị kéo lên cho em xem luôn cho em luôn nhé, em kéo này luôn cho nó dễ các chị nhá. Rồi. Muốn eo các chị đến đâu các chị thắt cho em bên đấy, rất là ok luôn ạ. À, màu đen đi chị. À, màu đen tí mặc lại màu đen nhá. Rồi giờ cho màu đen tôi mặc nó giống hệt nhau mà nó chỉ khác nhau màu thôi. Mình cao 1m55-54 cân có mặc được màu đấy không? Đấy, giống hệt mẫu nhà em. Mẫu nhà em cao 1m, cậu cao 1m57. Bạn này, bạn ấy lặng 47 cân. Đấy. Lam Lam P20 màu hồng. Ok chị gái, đuôi 3 con 5 giống em Ngân này. Ui, con này nó trần trong trần ngoài các bác nhá. Con này nó đẹp xuất sắc luôn đấy các bác ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em. Đấy, hiện tại đang có các màu cho các chị lựa chọn. Eo các chị đến đâu các chị thắt eo cho em đấy. Đấy bạn này, bạn ấy bạn chưa chồng các chị này. Bạn ấy đến eo đâu các bạn thắt cho em bên đấy. Ok cực kỳ, con này nó là gọi là siêu đẹp luôn cho em luôn các chị nhá.
cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị này. Quá đẹp. Em mặc là màu nâu các chị nhá. Em đang có màu hồng ạ, em đang có màu đen và em đang có màu xanh nhá các chị nhá. Quá là đẹp luôn ạ, sờ chất mềm sụn luôn, mặc vào rất là thích nhá các chị nhá. Túi có túi rất là sâu ạ chị ạ. Khóa thông minh 2 chiều các chị nhá. Khóa thông minh 2 chiều luôn cho em các chị này. Quá tiện để ngồi xe nha các chị nhá. Rồi, nhanh tay, mẫu này hôm nay sẽ xả các chị với mức giá là 350k chị nhá. 350k. Ôi các chị biết con này hôm con này năm ngoái em cũng có một cái mẫu tương tự như này. Nhưng mà túi này hơi khác một tí, kiểu nó hơi khác một chút. Đấy, cái mẫu năm ngoái còn không trần trong trần ngoài mà em Ngân đã bán với giá là 470.000 các chị nhỉ. Chị làm mua alpha năm ngoái em đã biết cái mẫu nó như kiểu kiểu như này đã bán 470.000 rồi. Hôm nay đã xả cho các chị mẫu này với giá là 350k chị nhá. 350k các chị chốt ngay từ đầu vụ đi. Tiền chuẩn bị nó lên đến lời các chị nhá. Nên là các chị chốt ngay đi ạ. Bây giờ tiền chung nó đang rẻ một chút đây các chị ơi, mấy nữa bắt đầu tiền nó lên là tự nhiên hàng nó lên luôn. Là các chị nhanh tay chốt đơn luôn cho em nhá. Mẫu này em nó thật chị nó quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị ơi, quá đẹp luôn. Thế là chốt mẫu này chốt luôn cho em đi. Với mức giá hôm nay chỉ xả với chị với mức giá là bao nhiêu ạ? 350k lấy comment cho em B20. B20 kèm cho em Ngân xin số điện thoại các chị nhá. À B24. Em ghi vào B24 rồi, em mai lại lấy nhầm mẫu chết. Rồi B24 hiện tại đang có đủ các màu cho các chị lựa chọn luôn, là màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu cam, màu hồng và màu xanh rêu. Các chị có cả màu đen các chị nhá. Rồi B24 nhanh tay. Quá rẻ luôn nha các chị nhá. Trời ơi mặc thích cực luôn ý ạ. Mặc quá là mềm luôn nha các chị nhá. Có túi rất là tiện nha các chị nhá. Sở chất mềm sụn mà nó còn nhẹ nữa các chị ạ. Không nặng một tí nào các chị nhá. Quá nhẹ luôn. Trần trong trần ngoài các chị ơi, nó là trần trong trần ngoài các chị nhá. Rồi em thử sang màu hồng cho các chị ngắm luôn nhá. Thử sang em màu hồng cho các chị ngắm luôn này. Em kéo mạnh xuống một phát đấy. Em kéo ra dễ. Em thích thật. Nhẹ mà, con này quá đẹp luôn. Đây lên mã tiếp theo, lên màu tiếp theo các chị luôn này. Một màu này nó gọi là màu xuất sắc luôn cho em luôn các chị nhá, hồng. Đấy, các chị có thể thắt cái này vào đây cho em luôn này, quá đẹp luôn các chị nhá. Eo các chị đến đâu các chị thắt vào cho em lên đấy. Còn chị nào mà không có thì hãy thắt đơn giản lắm các chị ơi, quá đẹp luôn. Ngáo, được bay, thắt được. Rồi. Con này khóa thông minh 2 chiều các chị nhá, khóa thông minh 2 chiều cho em. Có nghĩa là các chị có thể là mặc bên 2 chiều kéo bên dưới, kéo bên trên cho em nhá, nó cực kỳ đẹp luôn cho em. Đây các chị này, khóa thông minh 2 chiều cho em luôn nhá. Đấy. Con này mặc rất là tiện đi xe máy các chị. Cái khóa này các chị ơi, nó là khóa chìm, đẹp dã man con này luôn các chị nhá, khóa chìm cực kỳ đẹp luôn cho em. Đấy, lấy nhanh tay comment cho em là P24 kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Với mức giá chỉ có mức giá là 350k chị nhá. 350k của em ơi. Quá đẹp luôn nha chị gái nha. Hạnh Vũ Thủy hôm nay nghỉ chị gái ơi. Nhanh tay chia sẻ bài chốt đơn luôn cho em. Chỉ mức giá là 350k các chị ơi, mặc thích cực kỳ luôn okay, cho em nhá. Mặc siêu nhẹ này luôn cho em luôn các chị nhá. Rồi chế nào lấy P24 thì comment giúp em luôn này. Ôi con này trẻ trung quá các chị ơi, quá trẻ trung và quá đẹp luôn cho em luôn nhá. Mẫu này em báo cho các chị từ 50 cân, 50 cân đến 67 cân cho em có đến size XL các chị nhá. 50 cân đến 67 cân cho em. Chế nào lấy thì nhanh tay vào chốt đơn luôn cho em các chị ơi. Quá đẹp và quá xuất sắc luôn cho em con này luôn, cực kỳ luôn các chị nhá. P24 hiện tại đang có 4 màu cho các chị lựa chọn đấy ạ. Em đang mặc là màu hồng các chị nhá, màu hồng ạ, màu hồng các chị nhá. Em đang có màu nâu ạ, màu đen và màu xanh nhá các chị nhá. Quá đẹp luôn ạ. 4 màu cho các chị lựa chọn nhá các chị nhá. À, cái mẫu này nó là trần trong trần ngoài nên là cực đẹp luôn cho em nhá các chị nhá, cực kỳ yêu luôn cho em luôn. Trần trong trần ngoài siêu nhẹ luôn cho em luôn nhá. Đấy ạ. Ôi các chị ơi rẻ quá, chỉ có giá là 350k một em các chị nha. Một em áo phao dài qua đầu gối luôn. Các chị biết những cái mẫu này em nói thật với các chị nó là đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em. P24 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Chỉ mức giá okay, là bao nhiêu ạ? 350k. Ok chị Nguyễn Hồng. Còn chị là chốt P24 đâu ạ? Em mặc nhanh sang màu khác, chị đi chuyển nhanh sang màu khác đi. Đây em chuyển sang màu xanh rêu và màu đen, xong em qua mẫu cho các chị luôn nhá. Cho các chị ngắm từng màu luôn cho các chị luôn này. Trần trong trần ngoài các chị nhìn giúp em. Ủa các chị ơi. Đây ạ.
trần trong trần ngoài cho em luôn nhá, đẹp xuất sắc luôn cho em luôn các chị nhá. Lấy thì nhanh tay comment cho em V24 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em các chị nhá. Chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ với mức giá là 100 bao nhiêu ạ? À 300 bao nhiêu? 350k chị nhá. 350k quá rẻ luôn các chị ơi, cực kỳ rẻ luôn cho em luôn nhá. Đây ạ, em chuẩn bị lên màu xanh cho các chị luôn này. À, Liễu Nguyễn này, size F màu đen. Chị Liễu Nguyễn ơi, lấy cho em xin cái số điện thoại. Chị gái ơi, chưa có đơn thì cho em xin cái số điện thoại nhá. Các chị chốt đơn lưu ý giúp em, có số điện thoại em mới chốt đơn, không có số điện thoại em không chốt đơn đâu các chị nhá. Giúp em nào, giúp em cái số điện thoại cái nào. Cái thế là chúc em thì... yêu nha các chị nhá. Ơi, mặc sáng da đã man luôn, trắng da cực kỳ luôn nha các chị nhá. Đây ạ, làm sao của em nói đây nhá các chị nhá. Eo các chị đến đâu thì rút vào cho em đến đấy nhá các chị nhá. Mặc quá là thích luôn, thoải mái cực kỳ luôn ạ. Quá nhẹ luôn nha các chị nhá. Không nhăn không nhào các chị nhá. Nhanh tay chốt đơn luôn cho em luôn nhá. Lấy thì comment cho em ạ. P24 ạ. P24 kèm màu kèm size kèm diễn tại các chị nhá. Em có đủ size S, M, L, XL đến tận XXL các chị nhá. Em có từ 50 cân đến 65 cân là vừa nha các chị nhá. Mặc quá là thích luôn, thoải mái lắm ạ. Có túi rất là sâu nha các chị nhá. Khóa thông minh 2 chiều nha các chị này. Khóa thông minh 2 chiều em nha các chị nhá. Đó. Mình ngồi xe rất là tiện nha các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị nhá. Lấy comment nhanh cho em luôn nào. B24 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Đấy ạ. Các chị ơi, các chị lấy các chị mặc các chị giúp cái eo cho em luôn này, nó mới đẹp này. Đấy. Đấy, chế nào lấy thì comment giúp em luôn nhá. Rồi. Đây em thử sang cái màu xanh cho các chị luôn này, màu đen luôn cho các chị luôn nhá. Đây là chỉ cần bắt ngược cái này vào trước. Này treo chị đấy này. Những cái mẫu đấy ở kho bên kia, ở kho này không có đâu. À, ở P20 ở kho này. Các mẫu kia ở kho bên kia hết à? Anh có thấy vã mồ hôi không? Điên là mày bật điều hòa. Anh có thấy vã mồ hôi không? Con này có một lắm khi nó kêu như chặt chết luôn. Nguyễn Hồng, chốt cho Nguyễn Hồng rồi chị gái ơi. P24 màu đen size S rồi chị gái ơi. 519. Các chị cứ cho em nổ số điện thoại đi nhá. Liễu Nguyễn ok, chị Liễu Nguyễn P24 size S màu đen, đuôi là 385 ok chị gái luôn. Nào còn chị nào chốt P24 thì comment lên đây giúp em rồi chia sẻ bài giúp em cái nào rồi các chị ơi. Cho em xin một lút chia sẻ các chế ơi. Nhanh tay giúp em nhá, cho em xin một lút chia sẻ là quá đẹp luôn nhá. Rồi chế nào lấy thì nhanh tay comment giúp em P24 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ với mức giá là 350.000 một em các chị nhá. Ôi các chị ơi đẹp xuất sắc luôn. Một con áo có 350.000. Áo phao dài đến tận đầu gối luôn các chị nhá. Quá đẹp và lại hàng trần trong trần ngoài siêu đẹp luôn cho em. Chị nào lấy mẫu này thì nhanh tay. Có màu hồng nữa chị gái ơi, không có màu trắng các chị nhá. Màu trắng đợi em lên một em tinh khôi màu trắng cho chị gái luôn ạ. Chị Trần Thiện Diệu đợi em một chút nhá. Nguyễn Hồng P24 ok chị gái luôn. Rồi còn chị nào chốt P24 thì chốt nhanh cho em. Giới thiệu lại một lần nữa rồi qua mẫu nhá. P24 hiện tại đang có mức giá là 350.000. Đấy, size em có size từ 50 cân đến 66 cân vừa cho em luôn nhá. Em có màu đen này các chị 65, 66, 67, 68 vừa này. Thì có con này đến XL ạ chị nhá. Có màu cam này, màu xanh này, màu hồng, màu đen. Đấy, thế nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em. Chỉ có mức giá là 350.000. Qua mẫu các chị nhá. Rồi, lên mã tiếp theo nào. Em sẽ lên cái con má chị nào tinh khôi lên cho chị cái con má P6 đi. P6 dáng đánh A đi. Đấy. À, em chia sẻ rồi. Ok chị Nguyễn Hồng, em cảm ơn chị gái rất là nhiều luôn. Chị chia sẻ hiện luôn, nghe người chia sẻ luôn nhá. Chị Thiện Diệu ơi, đây một em nên em tinh khôi cho chị gái đây ạ. Con này nó làm mưa làm gió như em bao nhiêu lâu nay rồi. Nói thật với các chị luôn, làm mưa làm gió luôn các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn cho em. Trần trong trần ngoài siêu nhẹ luôn cho em luôn này đấy. Các chị biết cái con này nha em, nó là con thần thánh nha em luôn các chị nhá. Em nói thật với chị, em không biết chốt bao nhiêu con này nhận pha về chị nào. Ngân ơi đẹp quá. Chưa bao giờ chị nhận được con áo nào nó lại rẻ mà lại đẹp như con này. Đúng không ạ? Quá đẹp luôn, chị nào nhận được con áo này nhà em rồi thì comment lên đây giúp em các chị nhá. Với mức giá chỉ có mức giá là 299k.
đẹp lắm luôn này các chị ơi, chia sẻ bài cho em, mời bạn bè và xem cho em nhé các chị ơi. Phao này màu trắng này, dáng đánh A cực kỳ là ôm gọn, quá là đẹp luôn dáng này nha. Phao nó mềm sùn sụn luôn các chị ơi. Nhận hàng đảm bảo không chê tí nào đâu nhé các chị nhá. À, con này là trần trong trần ngoài. Đây các bác nhá, trần trong trần ngoài cho em. Mình cởi ra cái quảng cáo tí. Đây các chị bác ơi. Trần trong trần ngoài cho em. Đó, các chị nhìn giúp em chưa ạ? Quay máy giặt cho em ok, thoải mái luôn các bác nha, không phải lo ạ. À, trắng tinh khôi. Trắng đây chị gái ơi. Ôi trắng này trắng cực đẹp luôn cho em luôn các chị nhá. À màu trắng tinh không phải em rồi, em chỉ có màu trắng này là trắng tinh khôi nhà em thôi chị ạ. Trắng muốt thì em không có chị ơi, chỉ có trắng này thôi. À, chị nào lấy mẫu này comment cho em P6 kèm với size số điện thoại. Hôm nay về thêm cái dáng đánh A này nên chế làm hôm trước thì em ngân chưa chốt được thì chốt ngay cho em nhá. Đấy ạ. À, hôm nay xả con này với giá là 299k. Vẫn có cái mức giá là cực rẻ luôn cho các chị luôn, 299k. Lấy comment cho em là P6 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em có từ size M, L đến XL các chị nhá. Đến 65 cân mặc được cho em ạ. Rồi chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em. Rồi gấu bắc cực quá, giống gấu bắc cực quá. Ôi các em thật, chị con này gọi là phao giấy. Mặc lên người nó nhẹ lắm các chị ơi, nó mướt và mượt luôn cho em luôn. Mềm kinh khủng luôn cho em luôn các chị nha. Đây này, cái độ mềm của áo các chị khỏi phải nghĩ cho em, nó quá mềm luôn các chị nhìn này. Đấy mềm lắm luôn, rất là đẹp luôn cho em luôn nhá. Chị nào lấy mã này chốt luôn cho em là P6 kèm cho em ngân xin cái số điện thoại nhá. À, bao nhiêu một áo? 299k chị ơi, chỉ có mức giá là 299k. Quá rẻ luôn các chị nha, không phải quảng cáo đâu. Nhà em ngân không bao giờ bán hàng si là một này. Hàng lúc nào phao là phao Quảng Châu luôn các chị nhá. Đấy là áo phao Quảng Châu, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn. Đấy, chế nào lấy comment nhanh giúp em, chỉ có mức giá là bao nhiêu ạ? 299k, P6 kèm màu kèm size và P6 kèm cho em xin cái số điện thoại các chị nhá. À, cái gì kia, mua giờ để mùa đông lấy được không? Lạy bà. Bà mua về bà mua luôn nên lại còn mua giờ lấy mùa đông mua về mà để cất trong tủ để mùa đông mà mặc. Nào nhanh tay chốt đơn luôn cho em P56 kèm màu kèm size kèm số điện thoại các chị nhá. Qua mẫu đây ạ. Em có một màu thôi chị Bình Tô Thị ơi. Duy nhất một màu các chị ơi, duy nhất một màu thôi, lên chị mỗi một giây đi. Đấy. Màu đỏ đấy luôn. Lên màu tiếp theo các chị nhá. Vào đi chị Kim Ngân, xảo lên cho các chị luôn này. Xảo lên cho các chế luôn nhá. Nhanh tay vào em Ngân xảo lên book body cho các chị luôn này. Cái dáng này thắt ở bên dưới này, có cái chung thủy ở dưới này quá là xinh nhá chị nhá. Có áo này 46 cân mặc được chị ơi. Treo các màu lên trên chị. Hiện tại em đang có màu đỏ ạ. Em đang có màu trắng nhá các chị nhá. Màu đen ạ. Màu nâu các chị này. Mẫu này hiện tại em đang có 4 màu các chị nhá, 4 màu. Chị Nguyễn Huệ ơi, đấy là mã P6 nhá chị nhá. Mã P6 ạ. P là phao ấy chị ơi. Rồi, cái mã tiếp theo lên mã này là mã P14 nha em luôn này, mã P14. Hiện tại đang có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nhá. Cái dáng này là cái dáng nó hơi cộc một chút này các chị này. Đấy, nó dáng này là dáng trên đầu gối một chút cho em luôn nhá. Đấy, thắt hai bên sườn là cực kỳ yêu luôn cho em luôn này, dáng cực kỳ trẻ trung luôn cho em. Đấy, mẫu này hôm nay em đang xả các chị với giá là 299k. Nhớ chia sẻ bài cho em với giá 299k các chị nhá. Lấy thì comment cho em size các chị từ 50 cân đến 65 cân vừa cho em. Đây ạ, bạn đang mặc size M đấy các chị nhá. Bạn đang mặc size M đấy ạ. Đấy, chế nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em. Chỉ với mức giá là 299k các chị nhá. Hiện tại đang có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Màu đỏ, màu đen, màu kem và màu lâu các chị nhá. Với mức giá 299k. Lấy comment cho em là P14 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Đấy, thế nào lấy chốt luôn cho em luôn nhá. Đây ạ, à, em quay thử các màu cho các chị ngắm luôn này. Đây là màu đỏ các chị này. Em chuyển sang màu nâu các chị nhá. Cái cổng này có váy này. Màu nâu các chị này. Trời ơi.
Mũ lâu tây quá chị ơi, cực kỳ tây luôn cho em này. Quá đẹp luôn cho em luôn đó chị nhá. Mũ này không tháo rời được đâu nha các chị nhá. Túi có xét ạ, quá tiện luôn nha các chị nhá. Các chị để điện thoại hay là để tiền. Chị giặt sơ hỏi màu hồng đỗ đi em. Đợi tí tí em mặc cái chị ơi. Em sẽ mặc từ màu hồng ra mẫu đấy mặc rồi chị gái ơi. Nào lấy mẫu này comment cho em là B14 các chị nhá. Cái mẫu hồng đỗ đấy là B20 chị gái em mặc rồi đấy ạ. Đấy chính là lấy mẫu này comment cho em là B14 nhá. Hiện tại đang có màu nâu các chị này. À, rất là đẹp luôn, chỉ có giá là 299k. Quá rẻ luôn hả chị nhá. Màu đen, màu đỏ và màu be các chị nhá. Lấy cái comment cho em ạ. B14 nhá, kèm size, kèm màu, kèm số điện thoại luôn cho em nhá các chị nhá. Ôi đẹp xuất sắc luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị nhá. Đây ạ, màu lâu đây các chị ơi. Quá đẹp luôn các chị này. Đây em sẽ thử sang màu trắng và màu đen cho các chị ngắm luôn nhá. Chị nào chốt cho luôn cho em luôn nhá. Quan trọng là chất nó mặc rất là thích nha các chị nha, mềm sùn sụn luôn ạ. Rồi đây các chị ơi, B14 hiện tại có màu trắng đây các chị này, màu trắng cực kỳ xinh luôn cho em. Mặc từng màu cho các chị lựa chọn luôn này, chế nào thích màu nào comment nhanh cho em màu đấy luôn các chị nhá. Với mức giá chỉ có mức giá là 299k thôi ạ. À, cho em xem hai cái màu trắng treo ở gần nhau rồi cùng đi. Tí nữa chị gái nhá. Rồi nhanh tay chốt đơn luôn cho em P14 này. Em thử lốt sang cái màu đen để em qua mẫu các chị nhá. Rồi em thử sang chị nào yêu cầu mẫu nào thì nhanh tay comment cho em để em thử cho các chị luôn. Rồi em qua mẫu áo len nhá. Hôm nay ít người quá em qua rất là nhanh được ạ. Các chị ôm nào chơi game hay sao, các chị mới chia sẻ bài cho em, nhiệt tình cho em. Dán chết lên được. Xả áo cho các chị đầu like rẻ thối hệ tha rồi. Ngu người làm cái gì cũng phải lấy. Xem cái vàng xong rồi. Vâng, đợi tí chị ơi. Đây là chị nha, B14 màu đen đây ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn cho em luôn này. Đấy, quá đẹp luôn. Đây em buộc hai bên này các chị nha. Các chị thắt đến đâu các chị thắt vào cho em bên đấy luôn nhé. Đây ạ. Nó có cái nút thắt ở đây luôn các chị này. Đấy, rất là đẹp luôn. Ui, không chốt con này chốt gì các chị ơi. Nó quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn cho em luôn nhé. Rồi, chế nào lấy comment nhanh giúp em luôn nhé. B14, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại 299k. Qua mẫu với chị nhé, qua đi. Đây, thử cho chị con màu hồng bên này này. Đây, em thử cho chị nào xem con màu hồng thì chốt luôn cho em luôn nhé. Tháo một giảm cân chúng mày mất hết nghề. Đẹp quá luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em. Hiện tại cái mẫu này là mẫu B20 nhà em. Em có đủ các màu rơi cho các chị lựa chọn luôn nhá. Đây ạ. Em đang có màu hồng em đang mặc nha các chị nhá. Màu xanh đây ạ. Màu xanh lá cây nha các chị nhá. Đây là màu xanh dương ạ. Màu trắng các chị nha. Màu trắng nha các chị nha. Và cuối cùng là màu đen các chị nha. Đây là mã P20 em có giá là 420k các chị nha. Lấy cái con mình luôn cho em ạ. P20 kèm màu kèm size kèm số điện thoại nha các chị nha. Em có đủ size ML, XL nha các chị nha. Rồi chị nào lấy con mình nhanh giúp em nha. Con mình nhanh giúp em luôn các chị nha. Hiện tại mã này mã P20 đây ạ. Có đủ các màu cho các chị lựa chọn với mức giá chỉ có mức giá 420k. Chị làm mà ngày mai chốt thì phải chốt với giá cao hơn đấy các chị nhá. Nhanh tay chốt đơn luôn cho em. P20 hiện tại đang có màu hồng này. Đây ạ, màu đen đây các chị nhá. Màu đen đây các chị này, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn các chị nhá. Màu trắng các chị nhá, màu trắng ạ. Đây ạ, màu trắng này. Màu xanh các chị nhá, màu xanh lá cây ạ. Đây là xanh lá và đây xanh dương nhá. Đấy, chốt luôn cho em luôn đi, quá đẹp luôn. Qua mẫu các bác nha, để em nhanh qua mẫu. Lấy thì cứ comment cho em là P20 kèm size kèm màu kèm số điện thoại nha các chị nha. Lên tiếp cái mã màu trắng hai bên cạnh kia để cho chị nào vừa vào xem luôn chị báo luôn nhá.
Đây em này, em mềm tâm qua có mấy con đúng không thôi nhỉ? Đây ạ. Con này em chỉ còn con size M. Size M các bác phải từ 54-55 cân đủ lên mặc đồ cho em luôn nhá. Kéo khóa lắm, cái mặc áo mà mặc thường ngày như nào? Không bị kéo hộ. Đây các chị ơi, cái mã này là cái mã mã lẻ nha em đây, em chỉ có mấy con thôi. Bán hết rồi các chị ơi, về các khách buôn lấy hết rồi. Em chỉ có mấy con nhá, hôm nay có mẫu này xài với chị với giá là 380.000. 380k. Ok Thanh Khanh bên lấy con mình cho em là lẻ 1 nhá. Lẻ 1 này kèm cho em xin okay, cái số điện thoại nhá. Lẻ 1 đây các chị ơi, lẻ 1 này 380k. Có size từ ML, ML, XL và XXL đến 66 cân mặc được cho em luôn các chị nhá. Đây ạ, xinh lắm luôn các chị ơi. Đây hai bên rút eo đây các chị nhá. Chưa bao giờ xả những cái giá nó rẻ như này chất thì các chị khỏi nghĩ cho em luôn. Ok chưa ạ? 380k lấy comment cho em là lẻ 1 đi. Lẻ 1 cho em luôn nhá. Lẻ 1 kèm theo cho em xin cái số điện thoại các chị nhá. À không qua đánh luôn nè, đánh luôn các một. Nào comment nhanh cho em Hiền Lương. Ok B20 size F màu hồng tím. Ok chị, màu hồng tím cực đẹp luôn đi chị ơi, có ít về lắm. Còn tầm 10 con hồng nữa là em hết nhá. Ô cái gì màu pha màu trắng mới rộng quá nhưng chưa tìm được áo 46 cân qua đầu gối. Lê Thế à, ở nhà em Lê Thế. Thế thì mai chị inbox đi nhá. Mai chị gái inbox thì để các bạn tìm đơn cho chị gái luôn nhá. Không để lâu quá là bọn em mấy tháng là bọn em quên luôn đấy. Tìm đi để em còn tìm vào sổ em tìm cho các chị luôn đi. Thì vì là bây giờ em toàn bộ đổi nhân viên mới. Đấy các chị chốt luôn cho em. Ví dụ như chị làm em còn lợ đơn nhà chị thì các chị phải luôn luôn nhắc em cái nhá. Không đến lúc mà các bạn nhân viên mới nghỉ là cũ nghỉ là em không thể chốt được đâu đấy. Mai chị lên thế inbox cho em luôn nhá. Thêm áo nào với áo nào inbox luôn cho em đi để em ngân xem các chị nhá. Trần Trang chốt cho chị Trần Trang xem cái màu vàng sau ơi, đợi một chút chị gái nhá. Đây ạ. Đây con em qua mới về ra thôi nhỉ, có màu gì đây? Màu đen đâu. Con này có cả màu đen nhá. Ôi trời ơi, có cả màu đen đây. Eo đến đâu á chị ơi, eo đến đâu thắt cho em bên đấy. Con này định chưa lên đâu, hôm nay ít người quá định không lên đây này. Đây. Đây có cả màu đen cho các bác luôn nhá. Đợi em một chút nào, tìm màu đen cái nào. Cái đấy không cần thắt đâu. À, cái mẫu này cực đẹp luôn cho em. Đây, cũng dáng thắt eo luôn cho em luôn. Các chị nha, quay trước sau, quay sau cho các chị làm đây. Rất là đẹp luôn cho em. Đây, có cả màu đen, đợi tí em ra màu đen cho các bác luôn nhá. Vào trong kho lấy đi em ơi, xem cho nhanh. Cái mã này là mã qua B bao nhiêu thương nhỉ? B24, B25 rồi. Giờ B25 các chị nhá. Cái mã này là mã P25 nhà em luôn này. P25. Hôm nay xả các chị với mức giá là 350.000 các chị nhá, 350k. Ui con này nó đẹp xuất sắc luôn các chị nhá. Con này là trần trong trần ngoài đúng không? Các chị xem nào. Trần trong trần ngoài cho em. Ui đây cởi hẳn ra đi. Đây các chị ơi. Trần trong trần ngoài cho em. Gọi nó gọi là phao giấy siêu rẻ luôn nhá. Ok chị hôm trước em dặn để mua đâu không mà. Rồi ok, cứ inbox đi các bạn, các tìm đơn các bạn nhớ ra. Nói thật là nhắc đi, tại vì là bán hàng online này để lâu quá là nhiều lúc là các bạn nhân viên nó nghỉ, người nọ nghỉ, bọn tớ không bao giờ chốt được nhân viên lâu, tớ chỉ trong vòng 1 năm thôi. Là sang năm là các bạn đi có thể các bạn nghỉ, đấy. Nên là các cậu, ví dụ như ra Tết các cậu chốt, ví dụ như tầm tháng sau các cậu nhắc lại cho tớ cái, cứ inbox nhắc lại bọn tớ xem lại sổ, ok mà. Rồi, nhanh tay chốt đơn luôn cho em. À, con này nó quá đẹp và quá xuất sắc luôn các chị nhá. P25 ghi chị P25 kèm cho em ngân xin cái số điện thoại chỉ mức giá là 350k chị nhá. Hiện tại em đang thấy đúng một màu thôi, chẳng hiểu này nó vứt của em màu đen đi đâu rồi, bây giờ chịu chẳng tìm thấy màu đen đâu đây này. Đấy, 350k con này gọi là con siêu nhẹ và siêu đẹp luôn cho em. Con dáng này em nó thật các chị, đến mùa kia các chị đi các chị khoác cho em những cái khoác ngoài những cái váy các chị, quá đẹp luôn cho em luôn nhá. Hạnh vui con này đẹp lắm, chốt luôn cho em đi. Xuất sắc cực kỳ và đẹp cực kỳ luôn cho em luôn các chị nhá. Áo len đi. Vâng ok chị Mai Vũ chuẩn bị lên áo len đấy ạ. Còn chị nào lấy mã này thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em. Với mức giá là chỉ có mức giá là 300 bao nhiêu ạ? 350k chị nhá.
Không thấy à? Chán thế. Ở đấy làm gì có mà cứ bới đi bới lại, tìm ở chỗ khác đi. Làm việc treo lên cái mẫu đã bảo mẫu em đừng có rút ra làm cái gì. Bây giờ đi tìm test mắt chẳng thấy đâu rồi, qua mẫu các chị nhá. Lên áo len này, áo len cho các chị luôn này. Áo len kẻ bu đi luôn các chị nhá. Tí em lên cái áo đấy luôn. Tí lên thấy màu đen em lên cho các chị màu đen. Đây chị ơi, con này các chị có thể mở cúc ra cho em được. Đấy, cái cúc kia các chị có thể mở ra một cúc ra cho em. Các chị có thể cài cúc cho em được, rất là ok luôn các chị nhá. Mẫu này các chị có thể mặc, các chị có thể sơ vin cho em. Thế thì sơ vin ngoài các chị có thể thả ngoài cho em luôn nhá. Đấy ạ, sơ vin rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. P25 ok chị Ly Nguyễn. Thấy chưa má ơi, màu đen thấy chưa? Vẫn không thấy à? Thế chạy ra kho bên kia mà lấy một con đi. Cái gì? À. Nguyễn Huệ cho màu trắng này, ok chị gái luôn. Về có đúng là ấy là thế thôi. Ao rồi, ngày mai thì mày lấy đi. Ta đang dồn tiền, ta lấy hàng nhiều quá. Ly Nguyễn ok, P25 ok chị gái luôn. Rồi, nhanh tay chốt đơn luôn cho em mã này luôn các chị nhá. Hôm nay mẫu này bắt đầu comment cho em đi. Comment cho em là xả 2 đi. Xả hai hôm nay xả các chị mẫu này với mức giá là 99k. 99k có 5 con đấy các chị nhá. Về mẫu đây xả nhanh tay cho em. Chị nào lấy thì để em mang và chốt hàng luôn cho khách luôn. Hôm nay em về mẫu một ít thôi. À chụp được chục con chị ơi. Chục con đấy. Nào, 99k lấy comment cho em là xả hai nhá. Xả hai 99k. Size thì từ 50 cân. Có giãn 4 chiều luôn cho em luôn nhá. Có giãn 4 chiều từ 55 cân đến 50 à từ 50 à, quên từ 50 cân đến 63 cân mặc được cho em luôn nhá. 63 cân mặc được cho em, lấy comment nhanh cho em luôn nhá. Xả hai kèm cho em ngân xin cái số điện thoại. Chỉ mức giá là 99k các chị ơi. Áo len kẻ bugoli quá đẹp luôn các chị nhá, cực kỳ đẹp luôn cho em. Thế nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn cho em luôn nhá. Xả hai kèm cho em ngân xin cái số điện thoại các chị này. Đấy, quá đẹp luôn, 99k các chị nhá. Rất là đẹp luôn cho em các chị, sơ vin cho em các chị, thoảng thả ngoài áo cho em rất là đẹp luôn. Nó thoát ra rồi gái kìa. Bạn ra rồi à? Từ đâu? Cứ về là các anh sẽ là anh vào lại từ gì? Bấm luôn nha, khai luôn nha. Lấy đi con mình luôn cho em nha các chị nha, quá là đẹp luôn nha các chị nha. Len này gọi là len mông tơ ghi các chị nha. Len mông tơ ghi đây các chị ơi, quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn nhá. Đó là len mông tơ ghi, len các chị mặc không được sợ rời đâu. Các chị mặc có rất là mềm mại luôn các chị nhá. Đấy à, chất len thì nó rất là nhẹ nhàng luôn cho em. Các chị mặc dòng len mông tơ ghi các chị quá biết rồi. 99k chị nào lấy comment cho em luôn nhá. 99k kèm cho em xin cái số điện thoại các chị, hoặc là các chị comment cho em xả 2 kèm cho em xin cái số điện thoại. Size cho các chị từ bao nhiêu cân ạ? Size các chị từ 50 cân gì? Các chị có thể đến 63 cân mặc được hết cho em luôn nhá. Comment nhanh giúp em. Cái dáng này dáng có cổ cực kỳ đẹp luôn cho em luôn này. Lấy đi comment cho em ạ, xả 2 các chị nhá, xả 2 ạ, quá là rẻ luôn nha các chị nhá. Trời ơi. Ôi đang xả với mức giá là quá rẻ luôn các chị ơi. Eo các chị đến đâu thì nó ôm vào đến đấy các chị nhá. Co giãn 4 chiều đấy các chị này. Thích cực kỳ luôn ạ. À buộc treo chị cái mã lên này. Rồi qua mẫu các chị nhá. Lên một mã không cổ cho các chị luôn này, mã không cổ này. Hôm nay đồng giá xả hết 99k, chị nào lấy thì chốt nhá. Ngày mai không có cái giá yêu thương đấy đâu các chị nhá. Mẫu này mẫu cổ tim các chị này, mẫu cổ tim. Đấy. Cái len này nó là len giãn 4 chiều cho em nhá, các chị mặc một mình cho em đẹp và các chị sơ vin vào cho em rất là ok các chị nhá. Đấy ạ. Từ 45 cân các chị có thể đến 60 cân mặc được cho em. Đấy, giãn với mức giá là chỉ có mức giá là 99k. Hôm nay xả cho các chị với mức giá là 99k, lấy nhanh tay comment cho em luôn nhá. Đây ạ. Quá đẹp luôn các chị ơi, cực kỳ đẹp luôn cho em luôn nhá. Hồng sao đi. Đây. Cái dáng này cực kỳ yêu luôn nha các chị nhá.
Đây các chị ơi, 99k của em đó các chị này. Màu xanh các chị ơi, màu be và màu đỏ và màu hồng các chị nhá. Đấy, quá đẹp luôn. 99k đấy ạ, mã xả 3 các chị nhá. Lấy xả 3 kèm cho em ngân xin cái số điện thoại các chị ơi. Quá rẻ luôn và quá xuất sắc luôn cho em. Giật đi, giật đi. Xả 3 các chị nhá, chỉ có giá là 99k. Hiện tại em đang có 3 màu các chị này. Em đang có màu xanh em đang mặc ạ. Em đang có màu be các chị nhá. Em đang có màu hồng ạ. Và em đang có màu đỏ các chị nhá. Quá là đẹp luôn nha các chị nhá. Xả 3 có giá là 99k các chị nhá. Quá là rẻ luôn. Lấy thì con mừng luôn cho em nha các chị nhá. Co giãn 4 chiều ạ. Mặc chất rất là thích nha các chị nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn cho em luôn nha các chị nhá. Chế nào lấy thì nhanh tay comment cho em. Với mức giá cực kỳ rẻ luôn cho em luôn nhá. Mày nghỉ like sớm với chị nhá. Mày lượng người ít quá, nghỉ like sớm với chị nhá. Nghỉ đi em ơi. Bye bye các chị nhá.